Về văn hướng của mình thì mình xuyên tự nhiên lập trình ra. Hồi đó mình học bên khoa học tự nhiên, chuyên ngành công nghệ phần mềm, khoa công nghệ thông tin ha. Sớm mình ra trường mình làm lập trình web, là chuyển qua nghiên cứu về SEO, làm sâu vào chiến lược thương hiệu và marketing. Năm sau là năm của SEO các bạn. Các bạn nên tập trung nghiên cứu và làm phần SEO thật tốt cho năm sau nha. 61% những cái nhà marketing họ lựa chọn là đổi ngân sách vào SEO cho năm nay và năm sau. Rồi, năm sau sẽ sale lên ngôi. Hồi xưa làm sale á thì chúng ta thường nghĩ là đợi mình làm tốt nội dung tốt, lên top rồi sẽ có người vô đều đều miễn phí, lúc đó mình mới bán được hàng. Ví dụ mỗi ngày có vài trăm, vài ngàn người vô thì mới mong bán được hàng. Nghĩa là mình sale xong rồi mới bán được hàng đúng không ạ? Nhưng mà cái xu hướng làm sale trong thời gian tới đó, mình sẽ tập trung vào việc bán hàng rồi. Cái việc làm sale đó sẽ là bán hàng rồi từ từ lên top sau. Ok, về tài liệu thì bạn cứ tự xem. Tôi sẽ có một cái slide phía sau nữa liệt kê tất cả tài liệu hỗ trợ bạn trong việc bạn làm SEO. Đây, đây là thông tin liên hệ của mình. Thì ban tổ chức sẽ gửi cái slide này cho các bạn. Còn bạn nào cần thêm tài liệu nữa thì cứ gửi cho mail cho mình. Mình sẽ gửi lại cho các bạn ha.